tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án đầu tư công. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước trong chuyến kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn An Phú, Phú Tân, thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc hôm qua. Sau khi khảo sát công trình nâng cấp mở rộng khẩn cấp tỉnh lộ 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới, kết hợp cứu hộ cứu nạn và đê bao ngăn lũ, tìm hiểu việc bố trí ổn định dân cư di dân tự do, thiên tài, khu vực ấp Thành Phú, xã Cánh An và tuyến dân cư dân tộc thiểu số Chăm, xã Đa Phước, huyện An Phú. Nghe báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho rằng, để đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2022, các địa phương xác định giải ngân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công, sớm sơ kết rút kinh nghiệm việc giải ngân vốn đầu tư công để có giải pháp khả thi. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là việc lập hồ sơ thủ tục phải chặt chẽ, chất lượng để không mất thời gian. Đồng thời lựa chọn nhà thầu đủ năng lực để đảm bảo tiến độ, cũng như chủ động rà soát đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để có phương án điều chuyển vốn trong nội bộ của đơn vị. Đối với việc tạm ứng vốn từ nguồn ngân sách tỉnh để kịp thời hoàn thành các hạng mục công trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính làm việc với chủ đầu tư để báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét. Riêng những vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng, các chủ đầu tư cần phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn.